bao cao này. Đây. Đây. Em để sát sát vô. Đây, con bướm. Đây là thấy có hột lép rồi. Để em ra chỗ nào nó cong cong nhiều nhiều á. Mình coi nó tỉ lệ hột lép nó như nào. Nào chút. Rồi em chào anh chú anh cô chú anh em mình nha. Thì hôm nay em cũng chia sẻ anh em về cái giải pháp đồng và từ cái thời điểm đồng đến thời điểm hiện chỗ lịch sạc cho ở chỗ điều. Thì những cái thời điểm này thời điểm đó là rất quan trọng em con. Nó thì anh em cố gắng, nếu mà anh em có ấy, anh muốn lên kênh YouTube của người miền Tây thì khi em ra phân tích và em đưa ra cái quy trình vụ đông xuân để anh em làm cho hiệu quả cao, thì cái này em chỉ chia sẻ cách em làm ở cái miếng này thôi ha, đơn giản nhanh gọn nha anh em con. Thì ở cái miếng này là em kích đồng nha, em bón phân bằng KCL3 nha, em trộn ở cái cử đồng là em trộn với thằng ion ca cộng ở cái miếng này nha, ở dưới KCL3 trộn với ion ca cộng, phía trên em xịt là thằng micro cộng với cái thằng mập đồng T8 và cái thằng đập và cái thằng full size là cái thằng để trị đạo ôm nha. Nó chỉ bao nhiêu đó thôi anh em, nó để mình giảm được chi phí. Mà cái trà lúa này thì nó 100% là không bị cháy bị lá luôn em con, lúa em không có miếng nào bị cháy bị lá hết nha. Đó thì ở cái thằng mập đồng T8 hiện tại em đưa ra bây giờ em để trên màn hình, anh em cố gắng nha, những trà lúa nào có đồng thì cố gắng mua đi về xịt giùm em nha, cộng với micro cộng với thằng full size là đủ, nếu có sâu con lá thì cộng hay là sâu tăng đấy thì cộng nha. Thì nên trà này nó không có nên em dồn lại cái cử là em quýnh cái cử ôm bắp, thì cử ôm bắp em quýnh bộ 3 FFO em con, là trong đó gồm là Osaka top, bộ 3 FFO là trong đó là gồm là Osaka top, Fargon và full size, và em cộng thêm cái thằng nhận vé và sâu đục bẹ ở cái thời điểm ôm bắp này nha. Qua tới cử lẹt sẹt thì em quýnh lại cái thằng là Osaka top nha, full size, full shell và cái thằng bo 110 cộng với nhện vé nha em con nha, cộng với nhện vé nó. Thì ở đây là cái trà lúa mà nói chung là thật sự em tin tưởng nhất là anh em quýnh sau dồn ba cử đó, mà cái trà lúa này chỗ ngay bão số 3 và số 4 thì có nhiều anh em cũng ghé đây gặt thăm rất nhiều em con, thăm trà lúa này rất nhiều, tất cả những trà lúa của em, nhưng mà những trà lúa thử thuốc là em không có chia sẻ anh em mình nha, chỉ chia sẻ từ đầu vụ những cái miếng này em chia sẻ là theo cái quy trình em làm từ xưa giờ để cho bà con mình đạt được năng suất cao á, thì em mới chia sẻ nghe anh em đó. Thì trà lúa này anh nhiều anh em nói là nó bị sập, không bao giờ sập với em nghe anh con, em nói thật lòng vậy đó, nó cao là nói chung mình nó cao mà ngang ngực luôn á, mà không bao giờ sập nha anh em. Nhìn cái tốc độ gì ở ngoài anh em nhìn đi không nổi anh con, bông này anh em quay gì đó, nó em phóng xa xa để cho anh em thấy nó, chứ mà nếu mà anh em lại gần anh nhìn là nó sáng hực luôn á, sáng mình sáng như mùng bữa chứ. Thì tới cái cử chỗ điều thì em quay lại em quýnh tiếp tục lại là cái thằng Chio cộng với cái thằng vi khuẩn lần nữa em con, tại nó ngay mưa dữ lắm, em quýnh thêm vi khuẩn full sale cử nữa nha, là tổng cộng là nó tới ba cử full size nha, ba cử full sale với một em cộng thêm cái thằng full size nha, với Chio để quýnh cho nên tăng cái độ sáng lên